Mến chào cả nhà đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Đây, chén bánh bèo có xoáy đồng tiền rất là đẹp. Để đổ chén bánh bèo có xoáy đồng tiền ở giữa không khó. Nhưng nếu một vài bước chúng ta không để ý thì sau khi ra thành phẩm, bánh sẽ không thể nào mà có xoáy đồng tiền ở giữa được ha. Vậy làm thế nào để mỗi cái bánh bèo đều có xoáy ở giữa? Thì Mai mời cả nhà mình cùng vào bếp với Mai để làm món bánh bèo mềm mịn, thơm ngon, lại đẹp mắt này nha. Và nguyên liệu để làm món bánh bèo thì ở đây Mai có 200g bột gạo tẻ. Bột gạo này Mai sử dụng thương hiệu Tài Ký, cả nhà mình có thể thay thế thương hiệu khác cũng được nha. Và tiếp theo Mai sẽ dùng là 500g tôm tươi để làm nhân, và cũng tùy theo sở thích mà cả nhà mình có thể dùng thêm thịt băm nữa ha. Còn phần nguyên liệu thì Mai mời cả nhà mình cùng tham khảo qua, và Mai cũng sẽ chia sẻ chi tiết trong lúc làm luôn. Tôm thì bây giờ Mai sẽ đem đi hấp chín. Sau khi hấp được một lúc rồi thì tôm đã chín và Mai sẽ để ở đây cho tôm nguội, chút nữa Mai sẽ bóc vỏ ra. Trong lúc chờ tôm nguội, Mai sẽ pha bột, Mai cho 200g bột gạo vào thau. Rồi Mai sẽ cho lưng lưng một muỗng cà phê muối vào. Tiếp đó Mai cho 300ml nước lọc vào. Rồi Mai sẽ cho tiếp 400ml nước nóng vào luôn. Mình vừa cho nước nóng vào vừa khuấy để bột tan đều ra. Rồi Mai sẽ khuấy cho bột tan ra hết. Khi bột đã tan hết rồi thì bây giờ Mai sẽ để bột nghỉ ở đây là 2 tiếng. Nếu như anh chị không có thời gian thì mình có thể để 1 tiếng cũng được nha. Tôm thì Mai đã bóc sạch vỏ và cũng lấy chỉ đen ra hết rồi. Bây giờ Mai sẽ cho tôm vào cối để giã nhuyễn ra. Có những nơi bán á, tôm họ giã rất là nhuyễn luôn, nhuyễn như là bột vậy á. Nhưng mà Mai thích giã vừa vừa cỡ này nè. Khi ăn á, còn vị ngọt và dai của tôm tươi. Nếu như cả nhà mình thích nhuyễn hơn thì mình giã thêm ha. Mai giã cỡ này nè, tí nữa mình xào tôm, tôm sẽ bung ra nữa là vừa ăn. Bột Mai để được 2 tiếng rồi. Cả nhà mình thấy á, bột đã lắng xuống, tách ra hai phần, một phần bột và một phần nước. Bây giờ á, thì Mai sẽ nhẹ nhàng vớt cái phần nước trong này bỏ đi. Và sau khi vớt xong phần nước trong này thì Mai đã bỏ được là 250ml nước. Và sau đó Mai sẽ bù lại là 250ml nước ấm. Mình làm công đoạn này để bột không có bị chua. Nếu như anh chị mình có thời gian thì mình lặp lại thêm một lần nữa. Nếu không thì một lần cũng được ha. Rồi Mai sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn để tạo độ bóng cho bánh. Rồi bây giờ thì Mai sẽ tiến hành hấp bánh. Lúc này rất là quan trọng, cả nhà mình để ý kỹ ha. Để chén bánh bèo có xoáy đồng tiền thì nước trong nồi phải nhiều. Sau đó Mai cho chén vào xửng hấp. Và Mai sẽ hấp cho chén nóng thật nóng. Nước phải sôi mạnh, chúng ta để lửa đều, không nên tăng giảm thất thường nha. Sau khi cho chén vào nồi hấp xong thì Mai sẽ đậy nắp lại. Mình đun cho nồi nước sôi thật sôi và cho chén nóng thật nóng. Sau khi thấy nước trong nồi đã sôi mạnh thì Mai sẽ mở nắp ra và cho bột vào chén. Trước khi múc bột thì Mai sẽ khuấy cho bột đều lên. Mai cho một lượng bột vừa đủ vào chén, tầm khoảng 2/3 chén ha. Và cũng tùy theo sở thích ăn bánh dày hay mỏng thì cả nhà mình gia giảm lượng bột lại nha. Rồi Mai sẽ đậy nắp lại. Mai hấp ở đây tầm khoảng 5 phút. Lúc này khi thấy bánh đã trong, tức là bánh đã chín rồi ha. Và bây giờ Mai sẽ lấy bánh ra.
Đây, chén bánh có xoáy đồng tiền ở giữa rồi nè. Vì trong video ánh sáng bị chói nên nhìn không có thấy rõ lắm. Nhưng mà ở bên ngoài á thì nhìn xoáy rất là đẹp và rõ. Khi chúng ta hấp bánh những lần sau á thì mình nhớ là để chén vô làm nóng trước ha. Mình làm nóng tầm khoảng 5 đến 10 phút thì mới cho bột vào nha. Chén càng nóng thì xoáy càng rõ. Và cả nhà mình nhớ là kiểm tra nếu như mà thấy nước vơi thì châm thêm nước ha. Và trong thời gian chờ đợi bánh nguội thì Mai sẽ pha nước mắm. Tỷ lệ Mai pha là 7 muỗng canh nước nóng. Mai cho 2 muỗng canh nước mắm vào chén nước nóng. 2 muỗng canh đường. Rồi Mai sẽ khuấy cho đường tan ra. Rồi Mai cho ớt vào. Như vậy là xong. Nếu cả nhà mình thích ăn cay nhiều thì có thể thêm nhiều ớt hơn nha. Tiếp theo đó thì Mai sẽ đi xào nhân. Mai cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo. Bật bếp lên. Rồi Mai sẽ cho hành tím băm vào cháy cho thơm. Khi thấy hành đã dậy mùi thơm và hơi ngả vàng nhẹ, thì lúc này Mai sẽ cho tất cả tôm đã giã nhuyễn vào. Sau đó thì Mai sẽ đảo đều. Tiếp tục Mai sẽ cho 1 muỗng canh màu dầu điều vào để tôm có màu vàng đẹp. Rồi mình đảo đều. Ở ngoài bán á, họ để màu gạch tôm, còn ở nhà làm ăn thì Mai dùng màu dầu điều là được rồi. Mình xào được một lúc tầm khoảng 5 phút thì thấy tôm đã khô và săn lại rồi. Thì lúc này Mai sẽ tắt bếp, vậy là phần nhân đã chuẩn bị xong. Còn mỡ hành thì Mai sẽ đun mỡ cho thật nóng rồi chế vào chén hành. Như vậy là hành có màu xanh thật là đẹp mắt. Với 200g bột gạo thì Mai đã làm được 25 chén bánh bèo. Bánh có xoáy đồng tiền đẹp chưa nè? Ánh sáng hơi bị chói, Mai sẽ để gần hơn cho cả nhà mình cùng xem cho rõ ha. Mỗi chén nào cũng có xoáy đồng tiền như nhau. Và để chén bánh bèo có xoáy đồng tiền ở giữa thì Mai sẽ tổng hợp lại các bước như sau. Trước tiên là nồi nước phải thật nhiều nước. Thứ hai là hấp chén trước cho nóng. Phải cho chén nóng thật nóng ha. Càng nóng thì càng tốt nha. Thứ ba là lửa phải lớn. Luôn luôn trong tình trạng là nồi nước phải luôn sôi mạnh. Thứ tư là để lửa đều. Mình không nên tăng giảm bất thường. Như vậy là rất là đơn giản để có được những chén bánh bèo đẹp mắt rồi ha. Khi ăn chúng ta cho nhân vào chén bánh. Sau đó thì cho mỡ hành vào. Và sau đó Mai sẽ cho nước mắm vào chén bánh. Rồi Mai sẽ ăn thử xem là bánh có ngon không nha. Bánh rất là mềm nha cả nhà, không có bị cứng. Bánh trắng, mềm. Và bột không có bị chua. Nước mắm thì vừa ăn. Có vị béo béo thơm thơm của mỡ hành. Vị ngọt dai của nhân tôm. Rất là ngon và hấp dẫn. Những lúc rảnh rỗi anh chị có thể tự làm cho gia đình mình cùng thưởng thức được rồi ha. Các khâu chế biến rất là đơn giản, không phức tạp và cũng không tốn quá nhiều thời gian. Và cách lấy bánh ra cũng rất là dễ dàng.
mình để cho bánh nguội thật nguội. Sau đó thì Mai sẽ dùng cán muỗng, mình tách xung quanh viền bánh. Mình đi xung quanh viền bánh như vậy ha. Rồi sau đó Mai sẽ luồn muỗng dưới bánh, rồi mình đẩy bánh lên, rất là dễ nha. Vậy là Mai đã chia sẻ xong bí quyết làm bánh bèo có xoáy đồng tiền ở giữa rồi. Rất là đơn giản và dễ dàng phải không nè? Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công nha. Nếu cả nhà mình thấy video này hữu ích thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.